những địa phương học sinh không phải đóng học phí. Hiện các tỉnh, thành phố thu học phí ở mức từ 8.000 đến 340.000 đồng một học sinh một tháng, tùy khối lớp và địa bàn. Riêng trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh tiểu học được miễn phí theo chính sách chung của nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều địa phương trên cả nước miễn học phí toàn bộ cho các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông, đồng thời cũng có địa phương thực hiện giảm học phí cho các cấp học này. Cả nước hiện có 6 tỉnh chi trả hỗ trợ 100% học phí cho tất cả học sinh công lập năm học này là Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hải Phòng và Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Nam. Long An thì giảm học phí 50% cho trẻ mầm non dưới 5 tuổi, miễn học phí trung học cơ sở ở trường công. Trong đó, địa phương mới nhất vừa có quyết định miễn học phí cho các cấp học, đó là tỉnh Quảng Nam. Quảng Nam sẽ chi 160 tỷ đồng để hỗ trợ toàn bộ học phí cho hơn 372.000 trẻ mầm non, học sinh phổ thông theo mức thu học phí của năm nay và năm tới. Nội dung này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam thông qua vào chiều ngày 26 tháng 9. Điều đặc biệt là trẻ mầm non, học sinh các trường trung học phổ thông công lập hay tư thục đều được hưởng chính sách này, mức hỗ trợ bằng 100% mức thu học phí đối với các trường công lập trên địa bàn cụ thể với trường hợp học sinh mầm non ở khu vực thành thị phải nộp 105.000 đồng mỗi tháng và khu vực nông thôn là 45.000 đồng mỗi tháng. Tỉnh hỗ trợ đúng bằng số tiền này. Học sinh trường tư thục có học phí cao hơn thì sẽ đóng phần còn lại theo thỏa thuận với nhà trường. Các cấp học khác cũng tương tự. Chính sách miễn học phí không áp dụng đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học và phổ thông thuộc các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. Dự kiến năm học 2025-2026, tổng kinh phí hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục là hơn 64 tỷ đồng, trong đó công lập là 44 tỷ đồng. Còn với tỉnh Quảng Ninh thì sẽ có khoảng 240.000 trẻ mầm non học sinh công lập được ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% học phí trong năm học này. Nội dung này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông qua tại kỳ họp chuyên đề vào sáng ngày 23 tháng 9. Năm học này, tỉnh Quảng Ninh có 631 trường mầm non phổ thông giáo dục thường xuyên. Tổng số học sinh, sinh viên, học viên là 365.000. Nghị quyết về hỗ trợ học phí được thông qua trong bối cảnh cơn bão Yagi đổ bộ Quảng Ninh cách đây 2 tuần, gây thiệt hại trên 23.700 tỷ đồng. Thống kê, thì 70% gia đình học sinh bị ảnh hưởng nặng nề đến điều kiện sinh hoạt và sản xuất. Hiện thì các tỉnh thành phố thu học phí ở mức từ 8.000 đến 340.000 đồng một học sinh một tháng, tùy khối lớp và địa bàn và Quảng Ninh là một trong những địa phương đã mạnh dạn miễn học phí các cấp như vậy. Theo đó thì trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên được tỉnh hỗ trợ học phí trong 9 tháng của năm học 2024-2025. Với học sinh trường công thì mức chi bằng 100% học phí còn với học sinh tiểu học, trung học cơ sở tư thục thì tỉnh sẽ hỗ trợ từ 15 cho đến 60.000 đồng một tháng. Tổng cộng là gần 240.000 học sinh thuộc 165.000 hộ gia đình sẽ được hỗ trợ với số tiền khoảng 167 tỷ đồng. Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học thứ bảy. Hiện thì cả nước có 3 địa phương đó là tỉnh Lai Châu, tỉnh Lào Cai và thành phố Hà Tĩnh thông báo chỉ dạy học từ thứ 2 đến thứ 6, học sinh sẽ được nghỉ 2 ngày cuối tuần. Mới đây nhất là tỉnh Lai Châu Ủy ban nhân dân tỉnh này công bố quyết định vào ngày 25 tháng 9, địa phương cho biết căn cứ vào quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ tuần làm việc 40 giờ và đề xuất của ngành giáo dục địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu hướng dẫn các trường chi tiết đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình và chất lượng giáo dục. Hơn 150.000 học sinh Lai Châu đến trường từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và chủ nhật. Trước Lai Châu, nhiều địa phương khác cũng đưa ra quyết định tương tự với quy mô áp dụng khác nhau. Các trường trung học cơ sở ở thành phố Hà Tĩnh đã áp dụng thí điểm lịch học 5 ngày mỗi tuần, nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật từ năm học này. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đánh giá quy định này cho thấy sự đổi mới của ngành, thể hiện sự quan tâm tới đời sống, quyền lợi của người dạy và học. Bên cạnh đó thì Lào Cai cũng đã hoàn tất triển khai chính sách này trên quy mô toàn tỉnh với hơn 200.000 học sinh từ tháng 3 năm nay nhằm đáp ứng nhu cầu của gia đình và xã hội, tạo cơ hội cho học sinh tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Trước đó thì Nghệ An cũng từng lấy ý kiến nhà giáo, nhà quản lý về chính sách tương tự vào cuối năm 2023. Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, chương trình 2018 thì số tiết học trung bình một tuần với học sinh tiểu học là từ 25 đến 30, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông là từ 29 đến 29,5 chưa bao gồm các môn tự chọn. Bộ từng có hướng dẫn về việc dạy học hai buổi mỗi ngày với cấp trung học. Theo đó, thì nếu dạy cả ngày, các trường không được dạy quá 4 tiết buổi sáng với bậc trung học cơ sở và 5 tiết với trung học phổ thông. Buổi chiều tối đa 3 tiết và một tuần thì không quá 6 ngày học, áp dụng cả hai cấp. Số tiết tối đa một tuần của học sinh trung học cơ sở là 42, trung học phổ thông là 48. Thành phố Hồ Chí Minh cũng từng yêu cầu các trường trung học phổ thông không dạy quá 8 tiết mỗi ngày, song nhiều hiệu trưởng cho rằng nếu áp dụng, học sinh sẽ phải học thêm thứ bảy sẽ ảnh hưởng tới thời gian nghỉ ngơi. Trường cho sinh viên vay tiền đóng học phí đây là năm đầu tiên Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình cho sinh viên mượn tiền đóng học phí, kinh phí thực hiện đến từ quỹ hỗ trợ sinh viên với khoảng 13 tỷ đồng mỗi năm. Sinh viên mồ côi hoặc có hoàn cảnh khó khăn thì được mượn từ 30 đến 50% số tiền học phí từ quỹ mà không phải trả lãi. Những năm sau, các em được duy trì chương trình nếu có học lực khá trở lên và đã trả 35% số tiền của năm trước. Trong vòng 2 năm sau khi tốt nghiệp, sinh viên phải trả toàn bộ số tiền đã mượn. Ngoài đơn vị này thì nhiều trường khác cũng có những sự hỗ trợ rất linh hoạt. Với sự tài trợ của cựu sinh viên, doanh nghiệp hoặc là trích từ nguồn thu, nhiều trường đại học thành lập các quỹ hỗ trợ cho sinh viên mượn tiền hoặc làm vay không lãi suất để trang trải học phí. Tại trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tất cả sinh viên có nhu cầu có thể tham gia chương trình vay ngân hàng không lãi suất do cộng đồng cựu sinh viên Phú Thọ Bách Khoa BK Bảo Lãnh. Mức vay tối đa bằng học phí một kỳ, mỗi người được vay tối đa 4 lần. Hàng năm, sinh viên sẽ phải thanh toán lãi suất là từ 6 đến 8% một năm cho ngân hàng. Khi trả nợ gốc, toàn bộ số tiền lãi sẽ được quỹ BK chuyển lại cho sinh viên. Thời gian hoàn trả là 2 năm kể từ ngày vay. Với việc trả lãi ngân hàng thì đại diện nhà trường cho biết việc sinh viên phải trả lãi cho ngân hàng trong thời gian vay nhằm tạo cho các em sự tự giác, trách nhiệm và biết quản trị tài chính cá nhân. Và đặc biệt trong quá trình đó, nếu sinh viên có kết quả học tập từ 8 trên 10, hoàn cảnh gia đình khó khăn thì BKA sẽ chuyển 50% hoặc là toàn bộ khoản vay thành học bổng. Từ khi triển khai vào năm 2021 đến nay thì khoảng 950 em đã được hỗ trợ học phí bằng chương trình này nhà trường và cựu sinh viên đều muốn các em tự lập dám vay tiền để đóng học phí từ đó nỗ lực học giỏi hơn do đó chương trình không đặt ra điều kiện gia cảnh đại diện trường đại học bách khoa cho biết thêm. Và một mô hình khác nữa là Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hỗ trợ hơn 500 sinh viên nhờ chương trình tín dụng học tập từ năm 2016 đến nay. Sinh viên được bảo lãnh để vay ngân hàng với số tiền tối đa là 45 triệu đồng trong thời hạn 3 đến 6 tháng. 130 suất đầu tiên sẽ được trường chi trả lãi suất ngân hàng. Vượt số lượng này, trường xét duyệt theo một số tiêu chí riêng. Từ năm 2020, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng có chính sách tín dụng riêng cho sinh viên các trường khoa phân hiệu trực thuộc thông qua quỹ phát triển. Sinh viên có nhu cầu vay vốn được trường đề cử với ngân hàng, quỹ phát triển sẽ bảo lãnh khoản vay và trả lãi cho sinh viên từ nguồn tài trợ của các doanh nghiệp. Sinh viên được vay theo từng học kỳ, thường với mức bằng đúng mức học phí phải nộp, không vượt quá 20 triệu đồng. Sau khi đi làm, sinh viên trả nợ gốc tối đa trong 2 năm. Để giảm áp lực học phí cho sinh viên thì nhiều trường khác như Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Thành phố Hồ Chí Minh, Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Hoa Sen, Gia Định, Hồng Bàng hợp tác với các ngân hàng đưa ra các chương trình trả góp học phí không lãi suất hoặc lãi suất thấp, hạn mức tối đa là học phí chọn khóa 4 năm. Tuy nhiên đại diện một số trường cho hay Chương trình trả góp thì ít sinh viên được lựa chọn do vấn đề về thủ tục và tâm lý e ngại của phụ huynh. Ngoài sự hỗ trợ của các trường thì sinh viên có thể tiếp cận chương trình vay vốn học tập thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền tối đa là 4 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, chương trình này chỉ áp dụng cho những em mồ côi, gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2024-2025, học phí đại học với tân sinh viên sẽ từ 10,6 cho đến 250 triệu đồng mỗi năm và mức phổ biến là từ 20 cho đến 40 triệu đồng.